Sáng nay, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản tỉnh đã tổ chức khai mạc tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên năm 2019. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa quý bà con, hiện chỉ là một suất rau quả sạch của Hưng Yên đã về tới người tiêu dùng thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại thủ đô Hà Nội, nơi đang diễn ra tuần lễ cam và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019. Và chúng ta có thể thấy rất đông người dân đang có mặt ở đây để tham quan cũng như là thưởng thức trái cam của tỉnh Hưng Yên. Và hương cam thanh mát thì như đang bao trùm không gian của lễ hội. Chính sự cần cù và khéo léo của người dân tỉnh Hưng Yên đã tạo ra những trái cam ngọt thơm với chất lượng không ngừng được nâng cao và thương hiệu đang từng bước được khẳng định. Ngay từ đầu giờ buổi sáng, lễ hội cam đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, thưởng thức và mua cam về làm quà cho người thân. Đây là lần đầu tiên lễ hội cam Hưng Yên được tổ chức tại Hà Nội, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân thủ đô. Mình cảm thấy rất là vui và thú vị khi mà tham gia lễ hội cam Hưng Yên ngày hôm nay. Đầu tiên cảm thấy vị ngọt thanh của cam Hưng Yên và rất là thơm, đưa muối cam vào miệng thì mình cảm giác ngọt, mọng và thơm cái vị đặc trưng. Tôi cảm thấy cam rất là ngọt và lâu rồi tôi không được ăn một cái hương vị cam ngon như thế. Hiện nay tỉnh Hưng Yên có hơn 1.600 hectare trồng cam, sản lượng hàng năm đạt trên 30.000 tấn quả, đặc biệt có khoảng 1.000 hectare được trồng theo quy trình Việt Gáp. Nhiều nơi đã hình thành những vùng trồng cam quy mô lớn với quy trình sản xuất thâm canh hiện đại. Lễ hội cam để quảng bá cam Hưng Yên để trao dư học hỏi và cách chăm sóc kỹ thuật bảo cái cam rất có ý nghĩa và rất thực tế với các nhà vườn chúng tôi. Phát biểu khai mạc tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử khẳng định Hưng Yên là địa phương có nhiều nông sản chất lượng cao được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Những năm qua, người dân không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo ra những nông sản sạch có hình thức đẹp, chất lượng tốt. Tuần lễ cam và nông sản tỉnh Hưng Yên là dịp để đưa những sản phẩm chủ lực của tỉnh đến đông đảo người dân trong cả nước, từ đó kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên năm nay diễn ra từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12, thu hút 14 gian hàng của 7 huyện, thành phố, trưng bày sản phẩm cam, các loại quả có múi và một số nông sản tiêu biểu của tỉnh. Tất cả các sản phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn khi đến tay người tiêu dùng.